Nhưng mà về chồng rồi tới đó là nó cũng ở đây mình chồng được đâu. Ở đây sau khác cái lạnh là nó mới lạnh nó chờ xíu ra được không? Ở đây với mình vô chồng được tốt. Tại vì em bán đây 4-5 năm nay đem về Phú Thọ Hòa mình để cũng không chồng được. Ủa mấy ông chồng sao với tôi chồng không sao? Ông chồng đó vậy. Mấy ông chồng bỏ vô như bịch đi lao vô nguyên nhà lưới, nhà kiến, nhà kiến nó có nó có cái độ ẩm. Tới trên sân thượng nữa hàng ba sân thượng lầu 1 lầu 2 là chồng được thì cứ mất mới rồi lầu không không như 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 này thế chứ nhưng mà để nó ra ra bông thì mình làm như nào bắt chê rồi không có màu đỏ mới là dữ á. Cỡ trước tết cỡ 20 ngày thì mình cũng đặt lá đặt lá mới về cái bông này mua cái này là bút đó. Có ngày mai chưa có ngày mai rồi chơi rồi tôi biết lấy cái này tôi chạy qua đây làm gì từ đó tôi đi qua đây tôi lấy cái gì 800 phải không 800 rưỡi cây này là năm nay là bán như cái tâm lò cây này đó triệu hai nay 8.5 má của tôi đây lần đầu tiên nghe nghe nói chơi khó quá rồi không nó đang đang sống để sống anh nhưng mà cơ bản làm không có chăm không làm không được có bông đâu có chỗ đó đó đúng là bông khó bông lắm bán công ty này công ty 23 tháng 9 là năm nay 4 tháng 5 mà có lửa là lửa cây to có bán không to không á con gốc cái gốc sao trồng đó cái đó đó ừ cái đó đó lấy cái đó 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 cái gốc đó đó ngay đi đúng rồi cái gì giống nhỏ dữ quá chào hoa Tết ở công viên Lê Văn Táo là con nhất nha, rất là đẹp. Giờ chúng ta lại ông vòng để xem nha. Đó, nhiều người đang mua sắm để chuẩn bị cho ngày Tết này nè. 150 giá này là giá giá sổ giá ăn trứng này ăn được luôn mà. Thank you.
đông người ta ngủ ra đây luôn nè. Anh đi.